Và các bạn, trên tay mình đang cầm là chiếc HTC Desire S. Đây là sản phẩm vừa có hàng, đây là sản phẩm mới vừa có hàng tại Mai Nguyên. À, sản phẩm được phân phối bởi FPT. Đây là cấu hình, phía sau là cấu hình của cái Desire S này. Thì máy có model là S510E, tốc độ CPU là 1G, chạy hệ điều hành Android với HTC Sensor. Bộ nhớ trong là 1GB, RAM là 768. Này là kích thước là 115x59.8x11.63mm, nặng 130g. Màn hình 3.7 inch, cảm ứng ra điểm, màn hình cảm ứng điện dung, hỗ trợ GPS, mạng 2G, 3G, kết nối Bluetooth 2.1, Wi-Fi chuẩn N, jack cắm 3.5 ly, cổng micro USB, camera là 5 chấm với khả năng là quay phim chuẩn HD 720. Khi khách hàng mua sản phẩm HTC Desire S tại Mai Nguyên, sẽ được tặng một cái loa X Mini phiên bản 1.1. Đây là HTC Desire S. Phụ kiện gồm có cáp. Đây là adapter sạc. Đây là tai nghe. Sách hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành. Về thiết kế thì HTC Desire S này cũng vẫn kiểu dáng của những cái dòng trước, không có gì đổi mới. Thì vẫn ở đây là những cái phím điều khiển cảm ứng, đây nút home, menu, back và search. Đây là camera trước. Cạnh phải thì không có nút nào hết. Cạnh trái gồm có phím điều chỉnh âm lượng, cổng micro USB. Cạnh trên là ngõ ra audio 3.5mm. Này là nút nguồn. Mặt sau, đây là logo của HTC. Camera, đèn LED là sáng, loa ngoài. Này, cạnh dưới còn có microphone. Ở đây có một cái gờ để mình mở ra. Trượt ra thì sẽ lấy được pin. Thì ở dưới pin chúng ta sẽ thấy cái khay cắm SIM và khe cắm thẻ nhớ micro SD. Thì hiện tại thì sản phẩm chính hãng sẽ được tặng thẻ nhớ 8GB. Thì HTC Desire S sử dụng pin có dung lượng là 1450mAh. Chiếc HTC này sử dụng cái màn hình Super Clear LCD, có thể là chống chói ở ngoài trời.
khởi động lên khá lâu. Đây là giao diện màn hình chính của HTC Desire S. Thì ở đây chúng ta có những cái màn hình, thì cũng có cái những cái widget có thể đưa ra ngoài nhanh. Ở đây thì có nút menu. Giao diện menu được HTC viết khác hơn những dòng máy khác. Tức là khi mình kéo lên thì sẽ có một cái đường gạch ngang chia ra những cái màn hình khác nhau. Dễ dàng quản lý các dụng hơn là những cái phiên bản khác, là mình có thể trượt dọc lên menu rất là nhiều, mình khó, rất là khó quản lý các ứng dụng. Ở đây chúng ta có cái cấu hình sensor. Thì có nhiều cái màn hình khác nhau thì chia ra những cái mục đích khác nhau sử dụng, ví dụ dùng cho mạng xã hội, dùng cho làm việc, giải trí, du lịch, vân vân. Hoặc chúng ta cũng có thể tải thêm từ cái server của HTC. Đây là phiên bản sử dụng hệ điều hành Android 2.3.3 mới nhất, với phiên bản HTC Sensor là 2.1, không được hỗ trợ lên 3 chấm khi mà được HTC quảng cáo trước đây. Thì ở đây chúng ta có thể thấy quản lý những cái icon của phần mềm rất là hay. Ở đây có ngôi sao là những cái ứng dụng mà mình đã từng sử dụng qua thì sẽ được đưa liệt kê trong này, hoặc là những cái ứng dụng mà mình đã download về từ trên cái Google Market thì nó sẽ liệt kê hoàn toàn đến đây, mình dễ quản lý hơn. Thì ở đây chúng ta thấy có một cái phần mềm download để hỗ trợ những cái download từ trên mạng về, đèn flash hỗ trợ đọc sách, điều hướng. Có một cái chương trình mới là gương, tức là khi mà bấm vô thì HTC Desire S này sử dụng cái camera trước để làm một cái gương để mình soi, rất phù hợp cho những cái bạn nữ. Tốc độ duyệt web trên Desire S cũng rất là nhanh. Màn hình chữ rất là sắc. Đa điểm cũng khá là mượt. Chúng ta xem khả năng hiển thị video trên Desire S với màn hình Super Clear LCD như thế nào. Thank you.
thì rất là đẹp. Ở đây chúng ta thấy có một cái chức năng là chuyển đổi âm thanh thành âm thanh surround. Chúng ta có thể thử với lại cái loa X Mini. Rất là tuyệt vời. Đôi trái tim cách xa muôn trùng, thêm tình ta sẽ còn chỉ em ơi, ai đã nói đi với anh đến suốt cuộc đời sao giờ đây.